27 tháng 10, truyền thông Mỹ đưa tin, giám đốc điều hành Tesla, tỷ phú Elon Musk đã chính thức tiếp quản điều hành mạng xã hội Twitter và ngay lập tức sa thải một số lãnh đạo cấp cao của Twitter. Nhà báo tài chính kỳ cựu David Faber của đài CNBC vừa tiết lộ rằng tỷ phú Elon Musk đã tiếp quản Twitter và các lãnh đạo cấp cao của công ty, bao gồm giám đốc điều hành và giám đốc tài chính đã ra đi. Theo bài đăng trên Twitter vào sáng ngày 28 tháng 10 theo giờ Việt Nam, nhà báo Faber cho biết các nguồn tin đã nói với ông rằng giám đốc điều hành và giám đốc tài chính của Twitter đã rời trụ sở công ty và sẽ không quay trở lại. Truyền thông Mỹ cũng đồng loạt loan tin ông Musk đã hoàn thành việc mua lại Twitter và sa thải các nhân sự chủ chốt. Theo The Wall Street Journal, ngoài CEO và CFO của Twitter, tỷ phú này cũng sa thải lãnh đạo bộ phận pháp lý và chính sách, cũng như giám đốc pháp lý. Ông Arawa đảm nhận vai trò CEO từ tháng 11 năm ngoái, khi người đồng sáng lập Twitter bất ngờ từ chức. Ông Arawa đã làm việc tại Twitter gần một thập niên, gần đây giữ chức giám đốc công nghệ. Nhưng vai trò CEO của ông đã nhanh chóng bị thách thức bởi sự xuất hiện của ông Musk với tư cách cổ đông lớn và là người ngày càng thể hiện thái độ đối nghịch với dàn lãnh đạo hiện tại của Twitter. Hồ sơ tòa án cho thấy, ông Musk và ông Arawa đã tranh cãi gay gắt trong giai đoạn đầu của quá trình thương thảo vụ mua lại. Tiết lộ xuất hiện một ngày trước hạn chót mà ông Musk phải hoàn tất thỏa thuận mua lại Twitter trị giá 44 tỷ USD. Nếu không, CEO của Tesla và SpaceX sẽ phải đối mặt với công ty mạng xã hội tại tòa án. Vào tháng 4, Twitter đã chấp nhận đề xuất của ông Musk về việc mua lại mạng xã hội này với giá là 54,2 USD một cổ phiếu. Tuy nhiên, chỉ vài tháng sau, vị tỷ phú bắt đầu gây nghi ngờ về ý định mua lại Twitter và cáo buộc công ty đã không tiết lộ đầy đủ số lượng tài khoản tự động và giả mạo trên nền tảng này. Khi ông Musk tuyên bố sẽ hủy bỏ thỏa thuận hồi tháng 7, Twitter đã kiện ông, cáo buộc ông từ chối tôn trọng các nghĩa vụ của mình đối với Twitter và các cổ đông của công ty vì thỏa thuận mà ông ấy ký không còn phục vụ lợi ích cá nhân của ông ấy nữa. Tuy nhiên, vào đầu tháng 10, ông Musk đã đổi ý, quyết định quay lại mua Twitter với mức giá đề xuất ban đầu. Nhiều khả năng là vì ông muốn tránh một cuộc chiến pháp lý tại tòa án ở Mỹ. Một khi hoàn tất, thỏa thuận này sẽ trao cho người giàu nhất thế giới, một trong những nền tảng truyền thông có ảnh hưởng nhất, và kết thúc nhiều tháng kiện tụng làm tổn hại đến thương hiệu Twitter và làm suy giảm danh tiếng của ông Musk vì hành vi thất thường. Trên Twitter vào hôm 27 tháng 10, ông Musk đã giải thích lý do ông mua lại mạng xã hội này bởi vì điều quan trọng đối với tương lai của nền văn minh là có một quảng trường kỹ thuật số dành cho tất cả mọi người, nơi người ta có thể tranh luận về nhiều thể loại, tín ngưỡng một cách lành mạnh mà không cần dùng đến bạo lực. Tỷ phú trấn an các nhà quảng cáo rằng mạng xã hội này sẽ không phát triển thành một địa ngục miễn phí cho tất cả, nơi có thể nói bất cứ điều gì mà không để lại hậu quả. Theo quy định trước đó, ông Musk phải hoàn tất thương vụ mua Twitter trước ngày 28 tháng 10. Hiện Twitter chưa bình luận về vụ việc. Tỷ phú người Mỹ đã đến trụ sở của Twitter ở San Francisco vào hôm 26 tháng 10 và đã gặp gỡ các kỹ sư cùng giám đốc quảng cáo. Trong kế hoạch mua lại Twitter, ông Musk đã hứa hẹn sẽ thay đổi nền tảng mạng xã hội này với việc nới lỏng các quy tắc kiểm duyệt nội dung, làm cho thuật toán minh bạch hơn. Trước đó, Reuters dẫn thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán New York cho biết cổ phiếu Twitter sẽ bị ngừng giao dịch vào ngày 28 tháng 10. Đây là hạn chót để ông Musk hoàn tất thương vụ 44 tỷ USD này.